là quang cảnh sản xuất nông nghiệp của người dân Củ Chi trong vùng giải phóng, thực hiện khẩu hiệu tay phúc, tay súng với tinh thần vừa sản xuất, vừa chiến đấu để tạo lương thực thực phẩm nuôi quân. Quang cảnh hiện tại đang tái hiện lại cảnh người dân và du khách tham gia sản xuất, dỡ cỏ, cây rừng, cúng lúa, thu hoạch hoa màu. Tất cả nông sản thu hoạch được đưa ra bán ở chợ rừng giải phóng. Đây là một trong những hình ảnh trung bình của rừng giải phóng Củ Chi trong thời gian hiện nay. Đây là cá này, đây là thổ bơm này. Nó hại cho nó như kiếm chợ.